xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục xây dựng đảng kỳ này của chúng tôi sau phần tin tức chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với khu căn cứ cách mạng xoay cờ thuộc địa phận xã gia phú huyện bảo thắng để thấy được những đổi thay ở vùng quê cách mạng này sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, quy định 08 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụm số 4, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Trong thời gian qua để thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành sớm quy định 08 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khác để các đảng bộ trực thuộc kịp thời chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo bác. Các đảng bộ cũng đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện phù hợp với từng điều kiện, đặc điểm cụ thể. Gắn liền với đó là công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Tất cả các đảng bộ thuộc cụm số 4 đều đã mở các lớp học tập, hội nghị chuyên đề thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị và quy định 08 của tỉnh ủy tới 100% các chi đảng bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ đảng viên chủ chốt, bí thư chi bộ cơ sở. Việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ đảng viên được các đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc, đăng ký và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong một năm triển khai thực hiện chỉ thị, các đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 89 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 23 tổ chức đảng, kiểm tra 165 đảng viên là người đứng đầu trong học tập và làm theo bác. Công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định 08 của tỉnh ủy được các đảng bộ chú trọng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tại trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức và triển khai học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy nêu rõ, những năm qua việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên tự giác trong Đảng. Hệ thống chính trị và xã hội tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Qua học tập và làm theo bác đã vừa đang tạo nên chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây cũng là giải pháp hiệu quả mà Đảng bộ tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc gắn với triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khẳng định, hội nghị này nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết, nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức về rèn luyện đạo đức, lối sống, trao dồi năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Trong thời gian một buổi sáng, các đại biểu được giảng viên thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung chính của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đảng ủy quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 12 và thông báo kết luận số 30 của Bộ Chính trị. Trong thời gian một ngày, các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu 3 chuyên đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hội nghị nhằm quán triệt cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ quân khu 2 nắm chắc các nội dung quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 12. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai cũng vừa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử đảng cho các đại biểu là lãnh đạo các ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, cán bộ làm công tác lịch sử đảng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian nửa ngày, các đại biểu được hướng dẫn về quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống, các phương pháp tổ chức siêu tầm tư liệu, xử lý tư liệu, quản lý tư liệu một cách cụ thể, chi tiết, đảm bảo tư liệu thu thập mang tính chính xác, khách quan nhất, việc biên soạn đảm bảo tính khoa học chất lượng. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được giới thiệu các hình thức huy động nguồn lực góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác viết lịch sử Đảng ở các địa phương. thưa quý vị và các bạn, khu căn cứ cách mạng Soi Cờ thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng là một trong những di tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng ghi dấu một giai đoạn đấu tranh cách mạng trong lịch sử giải phóng dân tộc tại tỉnh Lào Cai. Phát huy truyền thống hào hùng đó, nhân dân Soi Cờ hôm nay đang nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, làm khởi sắc cho diện mạo của vùng quê cách mạng năm xưa. Soi Cờ một trong những khu căn cứ cách mạng quan trọng nằm trong vùng hoạt động cách mạng rộng lớn Cam Đường, Gia Phú, Xuân Giao. Khu căn cứ Soi Cờ là một trong những di tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng của xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung. Vẫn còn sừng sững ở giữa thôn, cây đa cổ thụ như một nhân chứng lịch sử của những năm tháng hoạt động cách mạng bí mật tại khu căn cứ này. Ngày nay, công trình nhà truyền thống cách mạng Soi Cờ Soi Giá cũng được đầu tư xây dựng là công trình văn hóa để ghi nhớ công lao của nhân dân xã Gia Phú đã che chở, giúp đỡ và bảo vệ phong trào cách mạng của tỉnh trong những năm kháng chiến chống Pháp những năm tháng gian khổ mà hào hùng ấy mãi vẫn còn in sâu trong ký ức của những nhân chứng lịch sử, đồng thời là niềm tự hào vô tận của những người con gia phú hôm nay. Khi có cái khu bí mật này thì bắt hết cái loại phản động và chặn đứng lại cái sự phát hiện của bọn chúng. Để, để, để chuẩn bị chiến dịch của ta. Thế cho nên là cái đó là lúc bây giờ là vô cùng quan trọng khi giải phóng đầu cai thì bà con cô bác nhân dân là phấn khởi nó vô cùng phấn khởi. Thế cho nên là chấp hành mọi cái chủ trương khi giải phóng xong đầu cai cái thì về củng cố cơ sở. Thế lúc bây giờ xây dựng cơ sở thế rồi là vận động bà con sản xuất rồi nộp thế cho nhà nước này khác lúc bây giờ là cảm thấy là nhộn nhịp vui vẻ. <laughs> Tinh thần ấy, niềm vui ấy nối dài đến tận ngày hôm nay tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, nhân dân xoay cờ đang ra sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Xoay cờ hôm nay đã thay áo mới. Sự trù phú của quê hương xoay cờ không chỉ hiện lên qua những ruộng lúa nương ngô xanh mướt mà còn là những vườn cây chịu quả bạt ngàn. Mảnh đất cách mạng năm xưa nay đã cho những mùa quả ngọt. Ông Vương Văn Tầm là một trong những người tiên phong đưa cây ăn quả về trồng trên đất xoay cờ. Hiện tại gia đình ông đang có trên 1 hecta cây ăn quả với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ổi lai lê, nhãn muộn, mít thái hay hồng nhân hậu. Cùng với cây lúa, cây ngô, mỗi năm vườn cây ăn quả cho gia đình ông thu nhập tới vài chục triệu đồng. Như gia đình nhà tôi, năm 93 đã xây một cái trang trại này rồi. Dù rằng là xuất rất nhiều lợn, nhưng mà hạch toán về kinh tế trồng ngô và chăn nuôi hầu như giỏi lãi thì không bao nhiêu như hòa và thất thoát là nhiều Đấy. thế từ đó là tôi chuyển về để chuyển đổi cây trồng thì đối với cây trồng thì nó gấp 3 bốn lần cây ngô tiếp nối các bậc cha anh các thế hệ thanh niên của soi cờ cũng đang phát huy sức trẻ để đóng góp sức lực xây dựng quê hương chị vương thị hà một đảng viên trẻ phó bí thư tri bộ thôn soi cờ là một trong những điển hình như thế có thể mô hình kinh tế của gia đình chị chưa thật sự ấn tượng như một số hộ dân khác trong thôn, nhưng tinh thần vượt khó của chị thì hết sức đáng ghi nhận. Xác định người đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu, không chỉ vận động gia đình thực hiện tốt quy định của pháp luật tại địa phương, chị Hà còn luôn chủ động trong phát triển kinh tế, vượt mọi khó khăn để phấn đấu đưa gia đình thoát nghèo và làm giàu, trở thành tấm gương cho bà con noi theo. Tôi là một đảng viên ấy thì tôi thường thường luôn đầu là để cho cái như là có trách nhiệm. Thứ nhất là à trong khi bộ phân công công việc thì ấy là mình phải có trách nhiệm vận động à, các đảng viên làm theo chẳng hạn nếu ví dụ như là mình à, làm một cái chẳng hạn như là chuyển đổi cái gì đấy thì mình vận động cho tới đảng viên thì các đảng viên cũng làm theo và đồng thời là tất cả là bà con người ta cũng nhìn vào. Thôn Soi Cờ có 70 hộ dân, đến nay chỉ còn 8 hộ nghèo, hơn 20 hộ gia đình đã có mô hình vườn cây ăn quả chuồng trại cho hiệu quả kinh tế cao. Đó thực sự là sự đổi thay lớn lao của một vùng quê đi lên từ nghèo khó. Để có được thành quả ấy, không chỉ nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân mỗi người mà phải kể đến sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân trong phát triển kinh tế, phát huy truyền thống cách mạng đáng tự hào của quê hương mình. Khi tôi về đây là mới có ba nóc nhà xây thôi, mà hiện bây giờ đã có coi như là tính trên đầu ngón tay là đã, đã có một nửa dân số là có nhà xây, thì có nghĩa là mức sống của bà con là tương đối và đồng thời là cái sự phát triển kinh tế gia đình của bà con nhân dân trong thôn xoay cò đây là rất phát triển. Tinh thần của bà con thì rất là phấn khởi và rất là coi như là cố gắng để coi như là, phát huy cái, cái 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 lao động của mình. Khi mà vận động bà con thì bà con đều nỗ lực coi như là, phấn đấu và quyết tâm để chuyển làm theo cái cái hướng đi của trên. Về soi cờ và một ngày thu cách mạng để thấy sức sống mới đang bừng lên tại vùng quê mang dáng dấp nông thôn mới này. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên. Cuộc sống mới hôm nay đang sôi động và nhộn nhịp hơn. Niềm tự hào về những truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương đang là động lực để nhân dân soi cờ phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. chuyên mục xây dựng đảng kỳ này của chúng tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại